Thịnh nguyện mến chào và cảm ơn quý vị cùng anh chị em đã trở lại kênh của Thịnh nguyện. Thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy Phó tế Vinh Sơn Lâm Văn Chí lúc 5 giờ 30 sáng thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020 tại nhà nguyện tòa giám mục Xuân Lộc, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận đã dâng thánh lễ và chủ sự nghi thức truyền chức linh mục cho thầy Vinh Sơn Lâm Văn Chí. Sau 8 năm được Đức cha giáo phận phong chức phó tế cùng đồng tế trong thánh lễ truyền chức với Đức cha Giuse có Đức cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận, cha giám đốc và phó giám đốc, quý cha giáo của Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, quý cha thuộc giáo phận nhà và giáo phận Long Xuyên, quý cha dòng Đa Minh, dòng Đồng Công cùng Hiệp Thông, cầu nguyện cho tiến chức trong thánh lễ có sự hiện diện của bà cố gia đình, thân hữu và đại diện các giáo sư nơi thầy Vinh Sơn đã đang phục vụ, cũng như quý vị dòng thánh thể nơi có trường khiếm thính mà thầy đang cộng tác giảng dạy. Ngoài ra, không gian nhà nguyện được đẹp hơn thêm khi gần 500 chúng sinh đang theo học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc cùng hiệp thông cầu nguyện cho tiến chức trong thánh lễ đặc biệt hôm nay. Quả là một thánh lễ truyền chức đặc biệt từ không gian, thời gian và chính con người của vị tiến chức, sự đặc biệt nơi vị tiến chức khi ngài khuyến về thính giác, hậu quả sau cơn sốt rét khi đang giúp xứ hơn mười mấy năm trước, và sự đặc biệt nhất chính là hoạt động mục vụ mà giáo hội ủy thác cho vị tiến chức qua Đức giám mục giáo phận ngay trong bài huấn từ thi hành sứ vụ mục tử với anh chị em khiếm thính. Từ nay con sẽ trở thành tông đồ của các anh chị em khiếm thính qua cuộc đời mục tử của con. Ngỏ lời với cộng đoàn trước khi cử hành các nghi thức phong chức linh mục, Đức cha đã nói đến ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của chức linh mục, người linh mục trong giáo hội. Để rồi với thầy Vinh Sơn sắp được tiến chức, Đức cha khẳng định nơi cộng đoàn: sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi nhận thấy người anh em này xứng đáng được phong chức linh mục để phục vụ Chúa Kitô là thầy, là tư tế, là mục tử, đấng làm cho giáo hội trở nên dân riêng và đền thánh của Thiên Chúa. Riêng với vị tiến chức, ngoài những huấn từ chính yếu về sứ vụ mà người linh mục phải thi hành một cách trung thành trong Chúa Kitô, Đức cha nói: riêng đối với con, trong hoàn cảnh đặc biệt của con, khi con lãnh nhận chức linh mục, con sẽ lãnh nhận một sứ vụ đặc biệt mà giáo hội qua cha trao cho con. Đó là con sẽ trở thành vị tông đồ của các anh chị em khiếm thính qua cuộc đời của con và qua các bí tích con mang đến cho anh chị em khiếm thính qua cách diễn đạt và nhất là qua đời sống của con. Các anh chị em khiếm thính khám phá ra rằng các anh chị em vẫn được Thiên Chúa yêu thương qua con. Các anh chị em khiếm thính trong giáo phận này và cả những nơi khác, khi họ gặp con, những anh chị em đó phải nhận ra được lòng thương xót của Thiên Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia, từ người này sang người khác. Đây là nhiệm vụ đặc biệt con được lãnh nhận. Hãy đem tin mừng của Chúa, lòng thương xót của Chúa đến cho anh chị em khiếm thính trong toàn giáo phận này. Như vậy, chức vụ linh mục mà con lãnh nhận trở thành lời chúc phúc của Chúa cho những anh chị em kém may mắn ở trong xã hội.
hãy đem tin mừng của Chúa không chỉ đến cho những anh chị em khiếm thính công giáo, nhưng còn là không công giáo. Hãy cố gắng làm sao để con có thể tiếp cận được những anh chị em khiếm thính ngoài giáo hội công giáo, để qua con, những anh chị em đó cũng khám phá ra lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với con và với mọi người. Và đây là trường hợp hết sức đặc biệt. Các anh chị em khiếm thính sẽ lãnh nhận được một hình ảnh hiểu hình của lòng thương xót của Chúa. Thánh lễ và các nghi thức phong chức linh mục được cử hành thật long trọng, sốt sắng và cảm động. Dù bị khiếm thính, nhưng thời Vinh Sơn vẫn nói được, nên vị tiến chức chỉ gặp khó khăn trong việc nghe. Do vậy, trong khi diễn ra nghi thức phong chức, thầy Vinh Sơn luôn có sự trợ giúp của một thầy chủng sinh để giúp thầy theo dõi các nghi thức trong tập sách lễ nghi, đọc lời hứa, quỳ, nằm phủ phục, tiến lên. Nên nghi thức phong chức vừa đậm chất thánh thiêng, vừa tràn ngập ý nghĩa và cảm động. Không chỉ có những cảm nhận và sống trong bầu khí thật long trọng, sốt sắng của thánh lễ truyền chức linh mục, nhưng còn có đó là tâm tình của niềm vui, tạ ơn, và nhất là nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa xuống trên giáo hội, trên dân của Chúa, đặc biệt trên tăng linh mục và những anh chị em khiếm thính mà Ngài sẽ phục vụ trong thời gian tới. Do đó, trong tâm tình tri ân với giọng nói rung rung, cảm động, tăng linh mục đã thưa và ví tâm hồn Ngài cũng giống như Đức Mẹ, cất lên bài ca Magnificat, vì Thiên Chúa đã đổi xem đến thân phận, ban lòng thương xót để cất nhắc Ngài lên trong thiên chức linh mục, để phục vụ anh chị em khiếm thính. Tiếp nối tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cha Vinh Sơn đã dâng lời cảm ơn đến cha chánh giáo phận vì tình yêu và lòng thương xót đã thương trao cho Ngài chức phó tế và linh mục, trở thành cộng tác viên của Đức Cha trong mục vụ anh chị em khiếm thính trong giáo phận. Cha Vinh Sơn cũng cảm ơn quý Đức Cha và từng cha liên hệ quý cha để khích lệ giúp đỡ Ngài nuôi dưỡng ơn gọi. Cho dẫu bao biến cố thử thách xảy đến với cha trong những chặng đường dài đã qua, quả là hồng ân, là lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ trên tăng linh mục nhưng còn trên giáo phận, đặc biệt với anh chị em khiếm thính trong và ngoài giáo phận.